Theo dòng lịch sử, khắp thế giới này tồn tại rất nhiều người thầy vĩ đại và lỗi lạc. Như Bác Hồ đã từng nói, nghề giáo là nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý. Chức nghiệp cao cả này tạo nên giá trị lớn nhất cho xã hội khi góp phần đào tạo nhân lực, bồi dưỡng ra các nhân tài với nhân cách, phẩm chất tốt đẹp để phục vụ dân tộc, đất nước và cả nhân loại. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, chúng ta không thể không nhắc đến những người thầy vĩ đại của lịch sử Việt Nam. Những người đã đặt những viên gạch nền móng cho một xã hội độc lập, tự cường, dân chủ và văn minh. Từ xa xưa đến nay, trong hàng nghìn thế hệ giáo viên đáng kính, theo bạn, những người thầy có cống hiến lớn nhất trong lịch sử Việt Nam là ai? Trong video ngày hôm nay, Spider Room xin phép chia sẻ câu chuyện về 5 người thầy nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam qua bài viết của tác giả Quốc Hoàn, được hiệu chỉnh bởi Hải Stock. Hãy ghé thăm tủ sách của Spider Room trên Shopee dưới phần mô tả để chúng mình có thể dành tặng các bạn những mã ưu đãi độc quyền như này. Chu Văn An. Người đầu tiên trong danh sách chính là Chu Văn An, một nhà giáo, thầy thuốc, quan viên Đại Việt thời Trần. Ông tên thật là Chu An, hiệu là Tiểu Ân, tự Linh Triệt, Thụy Văn Trinh. Ông có công lớn trong việc truyền bá, giáo dục tư tưởng nho học tại Việt Nam trong giai đoạn cuối của nhà Trần. Chu Văn An quê ở làng Văn Thôn, Quang Liệt, huyện Thanh Đàm, nay thuộc xóm Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Theo thần tích đình làng Thanh Liệt, nơi thờ ông làm thành hoàng, thì ông sinh năm 1292. Sinh thời, Chu Văn An được biết tới như một nhà giáo có tính cương nghị, thẳng thắn, sửa mình trong sạch, bền giữ tiết tháo, không cầu lợi tô, được coi là người thầy chuẩn mực muôn đời của người Việt ta. Ở thời Chu Văn An, các trường học được tổ chức một cách bài bản vẫn còn rất hiếm. Cả nước chỉ có một trường quốc lập là Quốc Tử Giám ở Kinh Đô, dành cho nhà quyền quý. Sau tuy có mở rộng cho những người tài trong nhân dân theo học, nhưng cũng còn rất hạn chế. Những trường học khác đa phần chỉ là dành cho quý tộc hoặc là tầng lớp thượng lưu giàu có. Bởi hệ thống trường lớp quá ít như vậy, nhân dân phần lớn không được tiếp cận với giáo dục. Thế nên sau khi đỗ thái học sinh, Chu Văn An không ra làm quan mà mở trường dạy học ở làng Huỳnh Cung, nay là Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội. Học trò theo ông lên tới cả ngàn người, trong số đó không ít người đỗ đạt vinh hiển. Khoa thi năm 1314 ghi nhận, hai thái học sinh là học trò của ông, gây tiếng vang lớn trong giới sĩ tử đương thời. Thầy giáo Chu Văn An và trường Huỳnh Cung được cả nước biết đến như một điểm sáng giáo dục. Không chỉ truyền tải kiến thức, Chu Văn An còn huấn luyện cho học trò của mình sống sao cho phải đạo làm người. Những người từng theo ông, dù sau này đã làm đến chức quan lớn trong triều, nhưng vẫn giữ được sự mực thước, liêm khiết, không bị tha hóa bởi chốn quan trường vốn dĩ xô bồ. Như Phạm Sư Mạnh, Lê Quát đã làm đến hành khiển mà vẫn giữ lễ thầy trò. Khi đến thăm Chu Văn An thì lạy hỏi ở dưới giường, được nói chuyện với thầy vài câu rồi đi xa thì lấy làm mừng lắm. Với kẻ nào sâu tính thì ông nghiêm khắc trách mắng, thậm chí là la hét không cho vào. Có thể nói Chu Văn An là người trong sạch, thẳng thắn, nghiêm nghị, lẫm liệt đáng sợ đến mức như vậy. Một câu chuyện dân gian vẫn được lưu truyền cho tới ngày nay là khi Chu Văn An mở trường dạy học ở quê nhà, có rất nhiều học trò tìm đến theo học. Trong số này có hai người sáng nào cũng đến thật sớm để nghe giảng, khi tối mịt mới rời đi. Chu Văn An khen là chăm chỉ sáng dạ, nhưng không rõ tông tích ở đâu, bèn cho người dò xem. Người kia về báo là hai cậu học trò ấy hễ cứ đến gần khu đầm đại là lại biến mất. Từ đó Chu Văn An biết học trò của mình là thủy thần. Gặp lúc đại hạn kéo dài, giảng bài xong ông tụ tập các trò lại, hỏi xem ai có tài thì làm mưa giúp dân. Hai người học trò kỳ lạ lúc trước nhìn nhau có vẻ ngần ngại, nhưng sau cùng vẫn đứng ra xin nhận và nói với thầy: chúng con vâng lời thầy là trái mệnh thiên đình, nhưng cứ làm để giúp dân. Mai kia nếu có chuyện gì không hay, mong thầy chu toàn cho. Sau đó một người ra giữa sân, lấy nghiên mài mực, người còn lại ngửa mặt lên trời khấn và lấy bút thấm mực vẩy ra khắp nơi. Vẩy gần hết mực, cả hai lại tung cả nghiên lẫn bút lên trời. Lập tức mây đen kéo đến, trời đổ mưa một trận rất lớn. Đêm hôm ấy, có một số tiếng sét rất lớn. Đến sáng, người dân ra xem thì thấy có hai xác con thuồng luồng nổi lên ở giữa đầm. Chu Văn An được tin, khóc thương luyến tiếc rồi sai học trò làm lễ an táng. Nhân dân các làng lân cận nhớ công ơn cũng đến giúp sức và sau lập đền thờ. Theo truyền thuyết, chỗ nghiên mực bị ném rơi xuống đã biến thành đầm nước lúc nào cũng đen, nên trở thành đầm mực, tức là hồ Linh Đàm ngày nay. Nơi quản bút rơi xuống là làng Tó, tức Tả Thanh Oai ngày nay, biến nơi này thành một làng văn học, quê hương của những danh sĩ nổi tiếng như Ngô Thỉ Sĩ, Ngô Thỉ Nhậm,
Dĩ nhiên chúng ta đều biết rằng đây chỉ là một giai thoại về Chu Văn An để nói rằng tài đức của ông có sức mạnh cảm hóa được cả quỷ thần. Tuy nhiên qua đó cũng thấy được sức ảnh hưởng của ông lúc đương thời là rất lớn. Vua Trần Minh Tông nghe tiếng lành, mời Chu Văn An ra làm Tư Nghiệp Quốc Tử Giám. Giai đoạn đầu, ông chủ yếu được giao nhiệm vụ dạy học cho Thái tử Trần Vượng, tức là vua Trần Hiến Tông tương lai. Sau khi Hiến Tông lên ngôi năm 1329, Chu Văn An mới thực sự có thời gian chuyên tâm vào công việc ở Quốc Tử Giám. Ông cho mở mang trường, viết Tứ Thư Thuyết Ước là bản tóm tắt 4 bộ sách lớn là Luận Ngữ, Mạnh Tử, Đại Học và Trung Dung, dùng làm giáo trình cơ bản cho việc dạy học. Kể từ thời Chu Văn An trở về sau, Quốc Tử Giám ngày càng được củng cố và mở rộng hơn. Đến thời Dụ Tông, thấy vua ham chơi bời lười chính sự, quyền thân làm nhiều điều vô đạo. Ông dâng thất trảm sớ xin chém đầu 7 tên nịnh thần, nhưng vua bị chúng mê hoặc quá độ nên không nghe. Sớ dâng lên nhưng không được trả lời. Ông chán nản từ quan về ở núi Phượng Hoàng, nay là Chí Linh Hải Dương, lấy hiệu là Tiểu Ẩn, nghĩa là người hái củi ở ẩn. Tại đây ông tiếp tục nghiệp dạy học và viết sách cho tới khi mất. Dù đã không còn quan tâm tới những vinh hoa chốn triều đình, ông vẫn tiếp tục đào tạo nên những lớp người trí thức mới phục vụ cho đất nước. Nhiều học trò của Chu Văn An dù đã làm quan lớn với nhiều mối bận triều chính, vẫn thường xuyên lặn lội lên núi để thăm thầy. Khi nào có triều hội lớn thì ông lại chẳng quản đường xá xa xôi đến kinh sư để quan sát. Vua Dụ Tông nhân đó muốn đem việc chính sự giao cho ông, nhưng ông đều từ chối không nhận. Hiến Từ Thái Hoàng Thái Hậu cảm phục ông bảo: "Ông ấy là người không thể nào bắt làm tôi tớ được, ta sai bảo thế nào được ông ấy." Vua bèn sai nội thần đem quần áo ban tặng cho ông. Ông lạy tạ, xong liền đem tặng cho người khác hết. Thiên hạ đều cho ấy là hành vi của một bậc cao thượng. Đến khi Trần Dụ Tông băng, Dương Nhật Lễ lên ngôi, quốc thống suýt mất, nghe tin các quan, trong đó có nhiều người là học trò của ông, quyết định chính biến để lập Trần Nghệ Tông lên thay, Chu Văn An mừng lắm. Khi việc đại sự đã thành, ông chống gậy đến xin bài yết, xong lại xin trở về quê, từ chối không nhận chức gì. Cũng theo thần tích đình làng Thanh Liệt, Chu Văn An mất năm 1370, chỉ một năm sau Dụ Tông và không lâu kể từ khi Nhật Lễ bị Nhật đổ. Khi ông mất, Nghệ Tông sai quân đến làm lễ tế bái và ban tặng tên Thụy Văn Trinh. Ít lâu sau lại lệnh cho tổng tự ở Văn Miếu xem ông ngang hàng với những bậc thánh hiền ngày xưa. Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nhắc đến Nguyễn Bỉnh Khiêm, hẳn ai cũng nghĩ ngay đến ông là một nhà thơ, một nhà dự đoán tài năng mà đất Việt này đã may mắn có được. Thế nhưng, không phải ai cũng biết, ông còn được coi là một trong những nhà giáo hàng đầu suốt chiều dài lịch sử nước ta. Nguyễn Bỉnh Khiêm, Húy Văn Đạt, Tự Hành Phủ, hiệu Bạch Vân Cư Sĩ, người đời tôn xưng là Tuyết Giang Phu Tử. Ông sinh năm 1491, người làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại, Phủ Hạ Hồng, trấn Hải Dương, nay là thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nho học, bố là giám sinh Nguyễn Văn Định nổi tiếng học rộng, mẹ là con út quan thượng thư bộ hộ triều của vua Lê Thánh Tông. Nguyễn Bỉnh Khiêm từ sớm đã được tiếp cận với một nền giáo dục cẩn thận, được rèn luyện cả về thể lực và trí lực. Dân gian truyền rằng, từ khi sinh ra cậu bé Nguyễn Bỉnh Khiêm đã to khỏe, thông minh khác thường, chưa đến một tuổi mà đã nói rất sõi. Thuở nhỏ, Nguyễn Bỉnh Khiêm nổi tiếng là thông minh và hiếu học. Tuy nhiên, sinh phải thời đại có nhiều biến cố nên ông không vội vàng tham gia khoa cử. Mãi đến lúc trạc tuổi tứ tuần, khi đất nước đã phần nào ổn định dưới sự cai trị của Mạc Thái Tông, Mạc Đăng Doanh, ông mới quyết định theo đuổi con đường công danh sự nghiệp. Năm 1535, Nguyễn Bỉnh Khiêm thi đỗ trạng nguyên. Ông được ban chức Đông Các Hiệu Thư, dần thăng lên làm Hữu Thị Lang, kiêm Đông Các Đại Học Sĩ, rồi Thượng Thư Bộ Lại. Nhờ những đóng góp to lớn của mình, ông được liệt vào hàng đệ nhất công thần. Sau khi Mạc Thái Tông mất, triều chính nhiễu nhương, gian thần lộng hành, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã dâng sớ xin vua kế nhiệm là Mạc Hiến Tông trị tội 18 lộng thần nhưng không được chấp nhận. Thất vọng, vào năm 1542, ông xin từ quan chí sĩ, về quê dựng am Bạch Vân, lấy hiệu là Bạch Vân Cư Sĩ, lập quán Trung Tân, làm cầu Nghinh Phong, Trường Xuân cho dân qua lại thuận tiện và mở trường dạy học bên cạnh sông Hàn, hay còn có tên gọi khác là sông Tuyết. Nguyễn Bỉnh Khiêm luôn tâm niệm rằng một người học trò tốt là một người học trò phải có ý chí lập thân, biết đề cao trách nhiệm của một nhà nho là không ngừng cống hiến cho quốc gia dân tộc. Ông cũng cho rằng mục tiêu cao nhất của giáo dục là cứu nhân độ thế, hướng con người trở về tịnh thiện, bởi thiện là dòng dõi của giáo dục. Đúng như phương châm sư phạm xưa, nhờ chủ trương nghiêm khắc nhưng cũng vô cùng nhân văn ấy, ông đã đào tạo ra rất nhiều nhân tài nổi tiếng,
góp phần làm rạng rỡ nền văn hóa nước ta như Nguyễn Dữ, Phùng Khắc Khoan, Lương Hữu Khánh, Giáp Hai, Trương Thời Cử, Đinh Thời Trung, Hàn Giang cư sĩ Nguyễn Văn Chính. Bởi sự cống hiến cho nghiệp dạy học của ông vô cùng lớn, nên đông đảo quần chúng và học trò đã suy tôn ông là Tuyết Giang Phu Tử, nghĩa là người thầy bên dòng sông Tuyết. Ngoài dạy học, trong phần đời hưu trí tại quê nhà, ông cũng thường xuyên sáng tác văn thơ. Số lượng các sáng tác ông để lại cho đời tới nay còn truyền tụng rất nhiều. Có các tác phẩm cả bằng chữ Nôm lẫn tác phẩm bằng chữ Hán. Lúc sinh thời, ông chỉ xem việc sáng tác như là thú vui hàng ngày, không chú trọng việc phổ biến, nhưng chúng vẫn rất nổi tiếng trong giới nhân văn. Ngoài di sản văn học với ca thảy hơn 1.000 bài thơ chữ Hán và chữ Nôm, Nguyễn Bình Khiêm cũng để lại nhiều bài văn bia ký nổi tiếng như Trung Tân Quán Bi Ký, Thạch Khánh Ký, Tam Giáo Tượng Bi Minh. Nhìn chung, chúng cũng đều là những bài ký hay, mỗi bài lại có một sự độc đáo và thú vị riêng. Tuy đã cáo quan về quê dạy học, trong gần 20 năm từ khi 53 cho đến 73 tuổi, Nguyễn Bình Khiêm vẫn đảm nhiệm vai trò cố vấn cho nhiều việc nơi triều đình. Mặc dù đã ở ẩn, vua Mạc vẫn tiếp tục phong cho ông tước Trình Tuyền Hầu, Thái Bảo rồi tăng lên thành Trình Quốc Công. Bởi vậy mà nhân gian thường gọi ông là Trạng Trình. Đáng nói, ông là một trong số ít những người văn nhân thuần túy, tức là không phải quan tướng nắm binh quyền, chưa từng cầm quân ra trận và lại càng không thuộc nhóm công thần khai quốc lẫn hoàng thân quốc thích, nhưng lại được phong tới tước công ngay từ khi còn sống. Như vậy là đủ để thấy được tầm vóc lớn lao của ông. Không chỉ là một người thầy, một nhà thơ, Nguyễn Bình Khiêm cũng được sử sách và người đời thừa nhận rộng rãi với tư cách là một nhà dự báo, hoạch định chiến lược tài năng với tầm nhìn địa chính trị đi trước thời đại. Dân gian tôn thờ ông như là một trong những nhà tiên tri hàng đầu trong lịch sử Việt Nam. Đến nay người ta vẫn còn lưu truyền nhiều câu sấm ký được cho là của ông và gọi chung là sấm Trạng Trình. Những lời sấm này tuy có phần hoang đường, kỳ ảo, nhưng không rõ có thực sự được đưa ra bởi Nguyễn Bình Khiêm hay không. Nhưng chắc chắn chúng là một sự phóng tác dựa trên năng lực dự đoán các biến động xã hội đương thời của ông. Không chỉ trong văn học dân gian, hai bộ tài liệu cấp quốc gia của nhà Nguyễn là Đại Nam Thống Nhất Chí và Đại Nam Thực Lục Tiền Biên cũng xác nhận năng lực dự đoán vượt trội của Nguyễn Bình Khiêm và tác động của ông đến nhiều sự kiện trong lịch sử giai đoạn Mạc trị Nguyễn. Ông từng đưa ra lời khuyên nhà Mạc tới Cao Bằng dựng nghiệp sau khi thất thủ ở Thăng Long. Về sau khi nhà Mạc thua chạy, duy trì sự tồn tại của thế lực này thêm một thời gian tương đối dài. Ông cũng khuyên Trịnh Kiểm giữ chùa thờ Phật được an oàn, tức là không cướp ngôi mà lập người trong tông thất nhà Lê làm vua Bù Nhìn. Nhà Trịnh làm theo và quả nhiên từ đó nối đời bền vững cầm quyền song song tồn tại nhà Lê đến khi cả hai cùng sụp đổ. Còn nhà Nguyễn, ngay sau khi Nguyễn Kim chết, người con cả là Nguyễn Uông đã bị Trịnh Kiểm ám hại. Tương truyền trước tình thế nguy nan, Nguyễn Hoàng, người con trai thứ Nguyễn Kim đã cho người đến cầu Nguyễn Bình Khiêm và nhận được câu Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân, nghĩa là một giải Hoành Sơn có thể dung thân được muôn đời. Nhờ đó Nguyễn Hoàng đã lập kế xin họ Trịnh, cho vào trấn thủ xứ Thuận Hóa rồi ly khai, dần dần xây dựng cơ đồ dòng dõi chúa Nguyễn ở phương Nam và cả nền móng cho Hoàng Triều Nguyễn về sau. Gạt bỏ những yếu tố kỳ ảo, chúng ta có thể thấy những tiên tri ở đây thực tế là những lời cố vấn chiến lược của ông dành cho các tập đoàn quyền lực phong kiến, Mạc, Lê Trịnh và Nguyễn mà thôi. Dĩ nhiên, chúng đã thực sự hiệu quả và đem lại những ảnh hưởng to lớn, mang tính bước ngoặt đối với tiến trình lịch sử dân tộc và từ đó tác động lớn tới quan hệ địa chính trị của cả miền Bắc lẫn miền Nam nước ta trở về sau. Năm 1585, Nguyễn Bình Khiêm mất, thọ 94 tuổi. Nhân dân trong vùng vô cùng thương tiếc, lập đền thờ ông tại quê nhà. Trong rất nhiều đóng góp cho nền văn hóa dân tộc, đóng góp lớn lao cho sự nghiệp giáo dục của ông được nhiều nhà nghiên cứu đánh giá cao. Trong tất cả các thành tựu giáo dục ở thời Mạc, không thể không nhắc tới một phần công lao của Trạng Trình. Nguyễn Thiếp. Nguyễn Thiếp là một danh sĩ cuối đời hậu Lê và Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam. Ông tên húy là Minh, tự là Quang Thiếp. Sau vì kiêng húy hoàng thất nên đổi từ Minh thành Thiếp. Ngoài ra, ông còn rất nhiều tên tự hay tên hiệu do ông tự đặt hoặc do người đương thời xưng tặng chẳng hạn, như là Khải Xuyên, Hạnh Am, Điên Ẩn, Cuồng Ẩn, Lạp Phong Cư Sĩ, Hầu Lục Niên Tiên Sinh, La Giang Phu Tử. Tuy nhiên nổi tiếng nhất trong số ấy vẫn là danh hiệu La Sơn Phu Tử. Nguyễn Thiếp sinh năm 1723 tại xã Nguyệt Ao, tỉnh Lai Thạch, huyện La Sơn, Phủ Đức, nay là xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.
cha ông là quản lĩnh Nguyễn Quang Trạch, mẹ ông là người trong vùng, cũng mang họ Nguyễn. Quê hương ông vốn nổi tiếng là miền đất có nhiều bậc trí giả của đất nước, còn hai bên nội ngoại ông đã có truyền thống lâu đời về khoa bảng và văn học. Ông nội, ông ngoại, chú và cậu của Nguyễn Thiếp đều đỗ đạt cao, nổi tiếng khắp một vùng. Bởi vậy nên cũng như Nguyễn Bỉnh Khiêm, từ khi sinh ra ông đã may mắn có được một nền tảng giáo dục rất tốt. Thuở nhỏ, Nguyễn Thiếp vô cùng đam mê sách vở, được mọi người đánh giá là thông minh, có sức học vượt trội. Nhận thấy được tiềm năng của người cháu, năm Nguyễn Thiếp 19 tuổi, chú ông là tiến sĩ Nguyễn Hành đã đón ông lên Thái Nguyên kèm cặp, sau lại gửi cho người bạn thân là Hoàng Giáp Nguyễn Nghiễm, tức là cha của đại thi hào Nguyễn Du dạy dỗ thêm. Tuy nhiên chưa đầy một năm thì chú ông đột ngột mất ở Lỵ Sở, Nguyễn Thiếp phải tự mình tìm đường về quê. Đến Đông Anh, nay thuộc Hà Nội thì ông ốm nặng, may có người giúp đỡ nên thoát chết nhưng lại mắc di chứng tâm thần. Theo lời Nguyễn Thiếp kể trong Hạnh Am Ký thì cơn bệnh bộc phát, đầu óc ông hoang mang, không biết làm gì cả. Chứng bệnh này với người ham học như ông quả là một tai họa ghê gớm. Không phải là một người dễ đầu hàng số phận, Nguyễn Thiếp vẫn luôn tự chui rèn bản thân, kiềm chế căn bệnh để nắm thế chủ động trong vấn đề học tập. Năm 1743, Nguyễn Thiếp thi hương ở Nghệ An và đỗ thủ khoa, nhưng không ở lại dự thi hội mà đi ở ẩn. 5 năm sau, tức là năm 1748, ông ra Bắc dự thi hội, nhưng chỉ vào đến tam trường. Sau đó ông không đi thi nữa mà chuyển vào Bố Chính, nay là Quảng Bình làm nghề dạy học. Thời bấy giờ phần nhiều sĩ phu chỉ mong được khoa bảng để tiến thân, mưu cầu phẩm tước bổng lộc. Có thể thấy rõ Nguyễn Thiếp có đủ điều kiện để tiếp tục tiến thân trên con đường thi cử như những người khác. Nhưng Nguyễn Thiếp không thích lối sống khuôn sáo, bó buộc thường tình ấy, ngoặt sang lối rẽ khác, thực hiện chí của riêng mình, theo lý tưởng của một nhà nho chân chính. Nhận thấy rõ thế đạo suy vi, nhân tâm phân hóa trong cuộc nội chiến kéo dài, nên ông chủ trương xa lánh những xô bồ của chốn triều đình để thỏa chí với nếp sống thanh cao tự tại của mình, đồng thời tìm được niềm hạnh phúc trong công việc giáo dục bồi dưỡng các nhân tài trong lớp trẻ. Việc dạy học của Nguyễn Thiếp khi đó như thế nào không ai rõ, nhưng có một sự thật, đó là người thầy giáo trẻ ấy đi đến đâu cũng được kính trọng, được mọi người coi là tấm gương đạo đức đáng để noi theo. Giải thoại kể rằng, có gia đình bất hòa, nghe ông khuyên mà trở lại hòa thuận. Có người già hiếu sắc, nghe ông giảng giải mà trở nên đứng đắn. Có lẽ những việc làm đó là những cống hiến ban đầu, tuy nhỏ nhưng là nền tảng vững chắc cho một nhân cách cao đẹp của thầy đồ Nguyễn Thiếp. Sau một khoảng thời gian dài chuyên tâm dạy học, danh tiếng của Nguyễn Thiếp vang xa. Năm 1756, lúc này đã 33 tuổi, ông được triều đình chúa Trịnh mời ra làm chức huấn đạo ở huyện Nam Đường, phủ Anh Sơn, xứ Nghệ An, nay là huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Đây là chức quan có nhiệm vụ trông coi việc giáo dục một huyện, dù rằng Nguyễn Thiếp trước đó chưa từng làm quan, đủ thấy được sự tín nhiệm của triều đình với ông lớn thế nào. Về sự kiện kể trên, tương truyền ban đầu Nguyễn Thiếp cũng có ý từ chối, bởi ông vốn muốn một lòng chuyên tâm vào việc mở rộng hiểu biết, truyền thụ kiến thức và đạo lý cho mọi người, nên đã nuôi chí xa lánh thế tục. Nhưng sau vì nghĩ đến việc cần có tiền để nuôi mẹ già, báo đáp lại đạo hiếu. Hơn nữa, công việc được giao phó cũng phù hợp với nghề dạy học bấy lâu nay của mình, cho nên ông đã vâng mệnh triều đình ra nhậm chức. Kể từ đó ông bắt đầu chuyên tâm cống hiến, nỗ lực góp phần chấn hưng nền giáo dục đương sa sút nhiều năm loạn lạc. Chấp hành nhiệm vụ ở đó 6 năm, đến năm 1761, ông được chuyển đổi công tác, thăng làm quan chi huyện Thanh Giang, nay là huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Sau 13 năm cống hiến không biết mệt mỏi, với nhiều thăng trầm trong công cuộc góp sức chấn hưng nền giáo dục, năm 1768, Nguyễn Thiếp từ chức, trở về lập trại Bùi Phong dưới chân núi Thiên Nhẫn, nay thuộc Nam Đàn, Nghệ An. Tại đây, ông tiếp tục làm nghề dạy học. Học trò trong xứ tôn xưng ông là Lục Niên Phu Tử. Theo Lê Mạt Tiết Nghĩa Lục, thì cách dạy học của ông, trước học sách tiểu học để bồi đắp lấy gốc, sau học kinh, truyện để biết ngọn ngành. Học trò theo đều thấm thía đạo nghĩa ông giảng, họ đem về giảng lại cho làng xóm, luồng gió lễ nghĩa lan khắp cả vùng. Dù đã cáo quan phải ở ẩn, danh tiếng của Nguyễn Thiếp vẫn có trọng lượng lớn với tầng lớp trí thức đương thời. Năm 1775, quân Trịnh chiếm Phú Xuân, danh sĩ Trần Văn Kỷ ra Thăng Long để thi hội. Khi vị này hỏi Nguyễn Nghiễm, một bậc nguyên lão khả kính về những nhân tài của xứ Nghệ, thì được trả lời rằng: đạo học sâu xa thì Lạp Phong cư sĩ, văn phong phép tắc thì Thám Hoa Nguyễn Huy Oánh, còn thiếu niên đa tài đa nghệ
thì chỉ có Nguyễn Huy Tự. Nhân vật được ca ngợi là đạo học sâu xa, có danh hiệu là phong cư sĩ ở đây chính là Nguyễn Thiếp. Năm 1780, chúa Trịnh Sâm cho truyền bởi Nguyễn Thiếp ra Thăng Long gặp mặt. Biết lệnh chúa khó cãi, Nguyễn Thiếp phải miễn cưỡng đi. Đến nơi, ông thấy rõ chốn kinh kỳ phồn hoa đô hội một thời, lúc này đã có sự suy vi thấy rõ sau những cuộc tranh đua quyền lực kéo dài. Ông bèn đưa ra nhiều lời khuyên cho chúa Trịnh rằng đừng nên tham quyền, lại càng không nên có tư tưởng chiếm vị. Điều quan trọng nhất là phải biết chăm lo cho muôn dân trăm họ, chấn chỉnh lại nội bộ gia tộc. Lời khuyên của ông rất thống thiết, nhưng chúa lại giận, tỏ ý không muốn nghe. Chán nản, ông xin cáo từ mà không nhận lại bất cứ chức tước hay bổng lộc nào. Sau khi từ giã chúa Trịnh, ông lại trở về núi Thiên Nhẫn dạy học, vui sống cuộc đời thanh tao tự tại như trước. Giữa năm 1786, Long Nhương tướng quân Nguyễn Huệ dẫn đại quân ra Thăng Long đánh đổ tập đoàn thống trị họ Trịnh. Tin tức này đã tác động mạnh mẽ đến Nguyễn Thiếp. Khi về đến Phú Xuân, Nguyễn Huệ gửi thư cùng lễ vật đến Nghệ An mời Nguyễn Thiếp đầu quân cho mình. Cũng như với những lời mời khác, Nguyễn Thiếp đã khéo léo từ chối. Ông tỏ ra rất kính phục Nguyễn Huệ, nhưng cũng đồng thời đưa ra ba lý do để vị tướng ấy không thể không thông cảm. Đầu tiên, bản thân Nguyễn Thiếp là một thân tử của nhà Lê. Thứ hai, giờ đây ông đã ngoài 60 tuổi, tuổi cao sức yếu. Thứ ba, ông chỉ là một kẻ tài hèn sức mọn, không thể giúp được gì. Không bỏ cuộc, Nguyễn Huệ sai người dâng thư thêm hai lần nữa, nhưng lần nào Nguyễn Thiếp cũng cương quyết từ chối. Vào tháng 4 năm 1787, Nguyễn Huệ lúc này được phong làm Bắc Bình Vương, tiếp tục kéo quân ra Thăng Long lần thứ hai để diệt trừ Vũ Văn Nhậm. Khi đi qua Nghệ An, Vương đã có dịp gặp mặt trực tiếp Nguyễn Thiếp ở Phù Thạch. Trước đó, Nguyễn Huệ đã cử thân tín mang thư đến mời Nguyễn Thiếp tới hội kiến. Lời thư rất tha thiết nên ông đành xuống núi tiếp khách. Tuy cuộc gặp gỡ diễn ra tốt đẹp, Nguyễn Thiếp vui vẻ đàm đạo với Vương, nhưng sau cùng ông vẫn xin phép được tiếp tục về ở ẩn. Đến cuối năm 1788, sau khi lên ngôi tại núi Bân xứ Huế, Quang Trung Hoàng đế Nguyễn Huệ một lần nữa bắc tiến để đối đầu với quân xâm lược nhà Thanh. Khi nghỉ binh ở Nghệ An, nhà vua lại cho vời Nguyễn Thiếp đến hỏi kế sách đánh đuổi kẻ địch. Tương truyền rằng Nguyễn Thiếp đã cho nhà vua một số lời khuyên và cổ vũ rằng ngài sẽ sớm giành được chiến thắng vang dội. Đến đầu xuân năm 1789, sau đại thắng quân Thanh, Quang Trung trên đường trở về có ghé qua Nghệ An, Nguyễn Thiếp tiếp tục được nhà vua mời đến bàn quốc sự. Trong bức thư cảm ơn gửi cho Nguyễn Thiếp, vua Quang Trung thổ lộ: "Chậm ba lần xa giá Bắc Thành, phu tử đã chịu ra bàn chuyện tiền hạ. Người xưa bảo rằng, một lời nói mà giấy nổi cơ đồ, lời phu tử hẳn có thế thật." Như vậy, có thể nói sau khi Quang Trung đại thắng quân Thanh, Nguyễn Thiếp trở thành một trong những vị học giả được vua tin cậy nhất, được vua xem như người thầy của mình. Vua rất quý trọng học vấn và tư cách của Nguyễn Thiếp nên phong danh hiệu La Sơn Phu Tử, kính cẩn gọi ông là tiên sinh chứ không gọi tên. Vua biết ông không thích tham gia chính sự nên chỉ nhờ giải quyết những việc có tính chất học thuật. Ngay tại khoa thi hương đầu tiên dưới triều đại Quang Trung được tổ chức ở Nghệ An vào năm 1789, Nguyễn Thiếp được cử làm đề điệu kiêm chánh chủ khảo. Tuy nhiên, sau khoa thi, Nguyễn Thiếp lại quay về núi Thiên Nhẫn dạy học mà không chịu ở Phú Xuân. Đến năm 1791, Quang Trung thành lập Viện Sùng Chính ở nơi Nguyễn Thiếp ở và mời ông làm viện trưởng với nhiệm vụ biên dịch các sách chữ Hán sang chữ Nôm, thực hiện các biện pháp cải cách giáo dục, đào tạo nhân tài. Trước đó khi lên ngôi hoàng đế, Quang Trung đã viết chiếu ngày 3 tháng 9 năm Mậu Thân 1788 gửi Nguyễn Thiếp, bày tỏ đồng tình với lời dạy của ông về việc nên chọn vùng núi đất Dũng Quyết tỉnh Nghệ An làm nơi xây dựng kinh đô mới. Thực là chỗ đất đẹp để đóng đô vậy. Với cương vị viện trưởng Viện Sùng Chính mà Quang Trung giao phó, Nguyễn Thiếp đã đề ra nhiều cải cách về văn hóa giáo dục và có công lớn trong việc phát triển nền giáo dục dưới thời Tây Sơn. Tiếc rằng mọi sự đang diễn tiến thuận lợi thì tới tháng 9 năm 1792, vua Quang Trung đột ngột băng hà. Sự nghiệp của Nguyễn Thiếp theo đó mà cũng đành dở dang. Đầu năm 1802, khi triều Tây Sơn bị nhà Nguyễn lật đổ, Nguyễn Thiếp trở lại trại Bùi Phong. Sau này, dù vua Gia Long nhiều lần mời ông làm quan, tỏ rõ ý muốn trọng dụng, ông đều lấy cớ già yếu để từ chối. Vào ngày 6 tháng 2 năm 1804, Nguyễn Thiếp mất vì già yếu, thọ 81 tuổi,
ông được dân làng an táng tại nơi ở ẩn. Khi ông mất, giới sĩ phu và nhân dân hiếu học vô cùng thương tiếc vì ông đã dành hết tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà mà chí chưa thành, việc chưa chọn. Nguyễn Đình Chiểu. Nguyễn Đình Chiểu, tục gọi là Đồ Chiểu, tự Mạch Trạch, hiệu Trọng Phủ sau đổi thành Hối Trai, là một nhà giáo, nhà thơ lớn của Nam Kỳ trong nửa cuối thế kỷ thứ 19. Ông sinh ngày 1 tháng 7 năm 1822 tại quê mẹ là làng Tân Thới, phủ Tân Bình, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định, nay thuộc phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ông xuất thân trong gia đình có truyền thống nho học và được tiếp nhận một sự nuôi dạy chu đáo từ mẹ mình. Có một tuổi thơ êm ấm, nhưng đường đời Nguyễn Đình Chiểu cũng sớm gặp gian truân. Năm 11 tuổi, ông phải chuyển ra Huế sống cùng người quen do cha ông bị triều đình cắt chức. Năm 25 tuổi, sau một quãng thời gian nỗ lực, gia công đèn sách, Nguyễn Đình Chiểu dẫn em trai lên Huế ứng thi. Nhưng chưa đến khoa thi thì hay tin mẹ lâm bệnh nặng mà đã mất tại Gia Định. Vì quá đau buồn thương khóc mẹ, trên đường bỏ thi về quê chịu tang lại nhiễm phong xương và bị chứng đau mắt nên dù được chữa trị, nhưng đôi mắt của ông mãi mãi không nhìn được thấy nữa. Không còn nhìn thấy ánh sáng, nhưng tâm hồn luôn tỏa sáng, giữ tròn chữ trung và chữ hiếu. Từ đó, cả phần đời còn lại của Nguyễn Đình Chiểu sống bằng nghề dạy học, bốc thuốc và sáng tác văn chương. Làm thầy giáo là lựa chọn có lẽ là bất đắc dĩ, nhưng cũng là khả dĩ nhất trong hoàn cảnh của Nguyễn Đình Chiểu. Lựa chọn ấy vốn đã đặt ra biết bao nhiêu thách thức cho một người bình thường, nó lại càng khó khăn hơn cho một người mù lòa. Trong lòng vẫn còn luôn đau đáu việc đứt gánh công danh giữa đường, chí làm trai còn chưa thỏa. Dù thế, trọn đời thầy Đồ Chiểu vẫn luôn tận tâm cho sự nghiệp chồng người, chăm lo dạy dỗ môn sinh, truyền thụ cho thế hệ tương lai những điều cốt lõi của văn hóa Việt Nam. Về đạo lý truyền thống của dân tộc và nhân cách của một kẻ sĩ, sự nghiệp văn chương của ông trừ một bài thơ viết bằng chữ Hán, còn lại đều viết bằng chữ Nôm. Với các truyện thơ nổi tiếng như Lục Vân Tiên, Dương Tử Hà Mậu, Ngư Tiều Y Thuật Vấn Đáp. Trong đó, mỗi khi bàn tới sự nghiệp văn chương của Nguyễn Đình Chiểu thì phải nhắc đến truyện thơ Nôm Lục Vân Tiên đầu tiên. Đây là một tác phẩm đầu tay chứa đựng triết lý, trọng đạo nghĩa, tiết tháo làm người, thể hiện quan điểm ca ngợi, bảo vệ cái tốt, cái hay, cái đẹp và phê phán, ghét cay, ghét đắng, cái xấu, cái ác của ông. Qua tác phẩm, Nguyễn Đình Chiểu thể hiện tư tưởng đổi mới nho giáo với những nguyên tắc trung, hiếu, tiết, nghĩa rất gần gũi, bình dị và rất Nam Bộ. Ngoài sáng tác văn chương mang thiên hướng giáo dục, trong giai đoạn nửa sau của cuộc đời, Nguyễn Đình Chiểu còn cho ra đời nhiều tác phẩm gắn bó mật thiết với công cuộc kháng chiến chống Pháp đầu thế kỷ thứ 19. Trong nhiều tác phẩm như Chạy Giặc, Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc, Lục Tỉnh Sĩ Dân Trận Vong, ông đã lên án mạnh mẽ quân xâm lược Pháp, phê phán triều đình nhà Nguyễn nhu nhược, đồng thời ca ngợi tinh thần nghĩa khí và những tấm gương chiến đấu anh dũng của nhân dân. Đây có thể xem là giai đoạn phát triển cao và rực rỡ nhất của sự nghiệp văn chương Nguyễn Đình Chiểu. Trong những ngày tháng cuối đời, nhà giáo Nguyễn Đình Chiểu sống trong cảnh nghèo nàn thanh bạch với sự yêu thương đùm bọc của nhân dân. Vào ngày 3 tháng 7 năm 1888, ông qua đời trong một căn nhà nhỏ tại làng An Bình Đông, nay là khu vực gần chợ Ba Chi, thuộc thị trấn Ba Chi, thọ 66 tuổi. Rất nhiều nhân dân, bạn bè, học trò và các nghĩa sĩ trong vùng đã cùng đến để đưa tang ông tới nơi yên nghỉ cuối cùng. Cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu dù vướng phải nhiều vô số trầm luân, nhưng với ý chí cao thượng, một tinh thần thanh bạch, tuy nghèo khó nhưng không hèn yếu, ủy mị, ông đã luôn thể hiện bản lĩnh, vươn lên vượt qua nghịch cảnh. Trước cảnh nước mất nhà tan, không thể cầm súng, cầm gươm để giết giặc, ông xung phong dùng ngòi bút sáng tác văn thơ để trở đạo và trừ gian. Xem đây là cứu cánh để cổ vũ tinh thần dân tộc, thực quả đúng với những gì ông từng tâm niệm. Chở bao nhiêu đạo, thuyền không đắm, đâm mấy thẳng gian, bút chẳng tà. Lương Văn Can. Lương Văn Can, tự Hiếu Liêm và Ôn Như, hiệu Sơn Lão, là một nhà cách mạng Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ thứ 20. Ông là một trong số những thành viên sáng lập ra phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục, một phong trào cách mạng xã hội lớn tại Việt Nam đầu thế kỷ thứ 20. Lương Văn Can sinh năm 1854 tại làng Nhị Khê, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông, nay là xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội. Vốn là con nhà nghèo, nên hồi còn trẻ, ông phải ngưng việc đèn sách, đi làm thợ sơn trong vài tháng để kiếm tiền trang trải học phí. Ngay từ độ thiếu niên,
Lương Văn Can đã tỏ ra mình là một đấng nam nhi khí phách. Có một thầy đồ đọ làm cách mạng bị chém bêu đầu ở Phủ Hoài. Một đệ không ai dám xin thi hài về chôn cất do sợ liên lụy tới bản thân. Duy chỉ có ông khẳng khái dâng sớ xin, được triều đình nhà Nguyễn cho phép và khen ngợi là người có nghĩa. Năm 1871, dưới thời vua Nguyễn Tự Đức, Lương Văn Can dự thi hương, nhưng chỉ vào tới tam trường. Năm 1874, sau khi hòa nghị với Pháp, triều đình Huế lại tổ chức thi hương tại Hà Nội. Trong lần thi này, ông đã đỗ hạng cử nhân. Cũng bởi vậy nên khi tuổi đã cao, ông thường được gọi là cụ cử can. Năm 1875, có khoa thi hội nhưng ông chỉ vào được đến kỳ thứ hai. Triều đình bổ ông làm giáo thụ Phủ Hoài nhưng ông từ chối. Chính phủ Pháp nghe tiếng muốn đề cử ông vào hội đồng thành phố Hà Nội, ông cũng không nhận. Sau đó ông lấy vợ và không đi thi nữa. Lý do cho việc Lương Văn Can hết lần này đến lần khác từ chối các chức vụ được giao là bởi vì ông thấy lúc bấy giờ việc nước ngày càng nát, dẫu có ra làm nghị viên cũng chẳng thể bàn gì lợi ích cho quốc dân, nên xin ở nhà dạy con học. Nói là làm, vào năm 1879, ông mở trường dạy học tại nơi ở. Ngày nay là nhà số 4 phố Hàng Đào. Do được đọc những sách tân tiến của Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu, cùng những tác phẩm kinh điển của phương Tây được dịch ra tiếng Hán mà ông bỏ hẳn quan điểm học hành theo lối nho học cũ, chuyển sang theo phương pháp giáo dục thiên về tư tưởng dân quyền, tự do và bình đẳng. Có thể nói, những nhận định hành động kể trên của Lương Văn Can là hoàn toàn có cơ sở, phản ánh một nhận thức rất thức thời. Vào đầu thế kỷ 20, thực dân Pháp hầu như đã hoàn thành quá trình bình định, dẹp yên các cuộc khởi nghĩa yêu nước bên trong Việt Nam. Vào thời điểm Lương Văn Can từ bỏ trốn quan trường, chỉ còn phong trào khởi nghĩa yên thế của Đề Thám là còn hoạt động, nhưng chỉ ở diện hẹp và chẳng có được tác động to lớn nào tới đại cuộc. Cùng với việc mở rộng quá trình thực dân hóa, tư bản hóa nhằm khai thác thuộc địa một cách hiệu quả nhất, những cơ sở đầu tiên của kinh tế tư sản bắt đầu phát triển trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt là ở Bắc Kỳ và Nam Kỳ. Song song với những sự phát triển kinh tế, những tư tưởng tư bản cũng du nhập và phát triển bên trong Việt Nam. Các nhà nho có tư tưởng tiến bộ giống như Lương Văn Can đều nhận thức được sự yếu kém của quốc gia mình. Chứng kiến Nhật Bản duy tân mà thắng đế quốc Nga đã quyết định thay đổi tư tưởng. Cách thức học tập trong nước nhằm mục đích tự cường, hy vọng một cuộc đổi mới. Đồng thời học tập từ thất bại của cuộc cải cách nhóm của Lương Khải Siêu và Khang Hữu Vĩ khởi xướng ở Trung Quốc trước đó. Đến tháng 3 năm 1907, Lương Văn Can bắt tay hợp tác với một số trí thức có cùng chí hướng như là Nguyễn Quyền, Lê Đại, Hoàng Tăng Bí, Vũ Hoành, lập ra phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục, tức là dạy học vì việc nghĩa tại Đông Kinh, Hà Nội. Mục đích của phong trào là khai trí cho nhân dân, với phương pháp hoạch định là mở những lớp dạy học không lấy tiền và tổ chức những cuộc diễn thuyết để trao đổi tư tưởng, cùng cổ động trong dân chúng. Thí điểm đầu tiên của phong trào này chính là tại trường học cũ của Lương Văn Can và một cơ sở mới tại số 10 Hàng Đào gần đó, gọi đó là trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Theo như những người sáng lập, mục đích của nhà trường là: thứ nhất, nâng cao lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và chí tiến thủ của quần chúng. Thứ hai, truyền bá một nền tư tưởng học thuật mới và một nếp sống văn minh tiến bộ. Thứ ba, phối hợp hành động với các sĩ phu đã xuất dương và hỗ trợ các phong trào Đông Du của Phan Bội Châu và phong trào Duy Tân của Phan Chu Trinh đang phát triển trong cả nước. Song song với việc giảng dạy tiến bộ, Đông Kinh Nghĩa Thục còn cho xuất bản những sách kiến thức mới nhằm phục vụ nhu cầu bồi dưỡng tri thức của quần chúng. Trong số những tác phẩm này, Lương Văn Can cũng đóng góp tương đối nhiều. Vì đây là một phong trào có ý nghĩa cách mạng nên Đông Kinh Nghĩa Thục đã lan đi nhanh chóng trong quần chúng và trở nên nổi tiếng không chỉ bên trong Hà Nội mà cả ở nhiều tỉnh lân cận. Khắp Bắc Kỳ dần xuất hiện các hội nhóm mở lớp xin sách giáo khoa của tổ chức về để giảng dạy. Khởi đầu là ở Hà Đông, quê hương của nhiều nhà sáng lập viên Nghĩa Thục có tên như là Vũ Trác, Hoàng Tăng Bí. Ở Hoài Đức sau đó cũng có 3 phân hiệu Nghĩa Thục được thành lập ở thôn Canh, Tây Mỗ, Tân Hội. Hưng Yên cũng nối tiếp có 2 huyện thành lập Nghĩa Thục, lại còn mở thêm một hiệu buôn nội hóa là Hưng Lợi Tế. Ở Hải Dương và Thái Bình, Nghĩa Thục cũng phát triển khá mạnh mẽ, kéo theo đó là nhiều hội ái hữu và tương tế ra đời. Thậm chí, chi nhánh Nghĩa Thục của Thái Bình còn cử người đi liên hệ với phong trào chống Pháp của Hoàng Hoa Thám, muốn ứng viện cho Nghĩa quân yên thế tiếp tục kháng chiến lâu dài. Như vậy, từ một phong trào cải cách giáo dục diễn ra ở Hà Nội,
đồng kinh nghĩa thục đã trở thành một phong trào cách mạng thực sự. Dĩ nhiên, công lao lớn nhất của phong trào này thuộc về nhà giáo Lương Văn Can và những người trí thức có cùng chí hướng khác. Ban đầu chính quyền Pháp cho phép đồng kinh nghĩa thục hoạt động hợp pháp. Về sau, thấy đây là một mối nguy đối với cả chế độ thuộc địa nên thực dân Pháp vô cùng quan ngại. Trong phiên họp Hội đồng Quân sự Đông Dương, nhà cầm quyền Pháp tại Hà Nội đã đưa ra nhận định. Không còn là một câu chuyện hoang đường khi khẳng định rằng đồng kinh nghĩa thục đã là một cái lò phiến loạn ở Bắc Kỳ. Vì thế, ngay trong tháng 12 năm thành lập, trường Đông Kinh Nghĩa Thục do Lương Văn Can đứng danh hiệu hiệu trưởng đã bị ép giải tán. Ít lâu sau, vào ngày 27 tháng 6 năm 1908, xảy ra vụ việc đầu độc lính Pháp ở Hà Nội. Nhân sự việc này, thực dân Pháp cho bắt giữ Lương Văn Can để tra khảo, nhưng do không có chứng cứ kết tội nên phải thả ông đi. Nhưng thực dân Pháp vẫn không từ bỏ dã tâm của mình. Ngày 26 tháng 4 năm 1913, xảy ra vụ đánh bom khách sạn Hà Nội của Việt Nam Quang Phục Hội. Lợi dụng cơ hội này, thực dân Pháp đã vu cáo cho Đông Kinh Nghĩa Thục là thế lực đứng sau và bắt giữ Lương Văn Can cùng nhiều thành viên cốt cán khác của hội, giam giữ ở nhà Pha Hỏa Lò. Sau khi xét xử, nhiều người trong số đó bị tử hình. Lương Văn Can may mắn hơn, chỉ bị kết án lưu đày sang Nam Vang, nay thuộc Vương quốc Campuchia. Hơn 8 năm sau, vào ngày 25 tháng 11 năm 1921, Lương Văn Can được giảm án trở về Hà Nội. Theo Lương gia tộc Phả, khi về đây, ông thấy nghĩa đảng tan lạc hết, nên chỉ nghĩ đến việc làm sách. Tuy nhiên sau đó ông đã sớm lấy lại tinh thần, tiếp tục mở trường Ôn Như hay còn gọi là Nhị Khê Học Đường, tiếp tục vừa soạn sách vừa dạy học. Những sách được ông xuất bản trong và sau giai đoạn này đều có giá trị giáo dục lớn, có thể kể đến như là Dạy về lịch sử nước nhà, Con đường tắt đến chữ Hán, Tùng san bản góp về việc học của trẻ thơ, Cách dùng chữ quốc ngữ ghi chữ Hán. Trong đó đặc biệt nhất là hai cuốn Kim cổ cách ngôn và Thương học châm ngôn dạy người ta về buôn bán. Các nhà nho giáo truyền thống đều có thành kiến về thương nghiệp, do đó có thể thấy tư tưởng của nhà giáo Lương Văn Can thực sự tiến bộ trong bối cảnh đương thời. Vào ngày 13 tháng 6 năm 1927, Lương Văn Can qua đời tại Hà Nội, thọ 73 tuổi. Trước khi mất, ông có lời dạy cho các con cháu rằng: Bảo quốc túy, tuyết quốc sỉ, nghĩa là phải biết giữ tinh hoa của nước nhà, rửa nhục cho quốc gia. Khi hay tin ông mất, khắp cả nước đều bày tỏ sự tiếc thương. Tôn sư trọng đạo là một truyền thống tốt đẹp ngàn đời của người Việt Nam ta. Vì vậy, ngày 20 tháng 11 hàng năm giống như là một ngày hội của ngành giáo dục Việt Nam trong thời đại mới, tiếp nối truyền thống cao quý ấy. Đây cũng là dịp đặc biệt để các thế hệ học trò cũng như phụ huynh có hoạt động nhằm tôn vinh, tri ân công lao dạy dỗ của người thầy cô giáo, những người đã dẫn dắt thế hệ tương lai của đất nước đến với sự trưởng thành cả về tri thức lẫn nhân cách. Hòa chung với tinh thần đó, hy vọng các bạn có một ngày tri ân thật ý nghĩa bên thầy cô và gia đình. Xin chân thành cảm ơn tất cả các quý thầy cô. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!